Trước tình hình giá xăng dầu trong nước đang leo thang khiến cho chi phí di chuyển của người dân tăng cao đột biến. Điều này buộc nhiều người đã có sự chuyển hướng trong việc lựa chọn phương tiện đi lại, tìm tới những sản phẩm tiết kiệm năng lượng như là xe điện, giúp thị trường này vốn ảm đạm nay lại trở nên sôi động hơn. Quyết định mua ô tô cho vợ trong bối cảnh xăng dầu liên tục tăng giá. Anh Thông phải mất nhiều thời gian để cân nhắc giữa dòng xe điện và động cơ xăng. Sau khi tính toán chi phí phát sinh hàng tháng, ô tô điện là sản phẩm được anh lựa chọn. Cái nguyên nhân cái thứ nhất là chi phí về cái năng lượng nó sẽ giảm. Cái thứ hai nữa là về cái chi phí bảo dưỡng đấy, là nó cũng sẽ có những cái đỡ hơn. Ở Nghệ An thì sau một thời gian mở bán ấy, thì về bán mẫu xe điện thì đã ký nhận hơn 1.500 hợp đồng với xe điện, chứng tỏ là mặc dù rất mới mẻ nhưng mà khách hàng họ đón nhận với xe điện rất chi là nhiều, và đấy là cái xu thế của tương lai. Còn anh Chiến cũng đã quyết định chuyển đổi từ xe máy chạy xăng sang xe điện, không chỉ giảm chi phí rõ rệt mà phương tiện này còn có giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, hấp dẫn. Giá xăng nó tăng cao mà em đi kiểu di chuyển của em đi gần ở đấy, trong thành phố đấy, thì em chọn xe điện là mẫu ưa chuộng của em nhất, là để tiết kiệm chi phí đi lại. Với giá cả như hiện tại, trung bình mỗi chiếc xe máy sẽ tiêu thụ hơn 75.000 đồng tiền xăng cho 100 km, còn với xe điện cùng với quãng đường này, tiền điện chỉ 5.500 đồng. Đây là lý do khiến thị trường xe điện trở nên sôi động, lượng xe các đại lý bán ra tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm nay thì tỷ lệ sản lượng bán ra của xe điện gần Hà đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Có được cái sự tăng trưởng đó, nguyên nhân chính xe điện gần Hà đánh giá đó chính là trước hết đầu tiên phải kể đến đó là yếu tố là giá xăng tăng cao trên thị trường như hiện nay. Thứ hai nữa là cái kiểu dạng của xe điện hiện nay ngày càng được nâng cấp và cải tiến, mẫu mã sẽ đa dạng hơn, phù hợp với lứa tuổi học sinh cũng như là người đi làm và người lớn tuổi. Thị trường của các xe điện nhập khẩu trong nước cũng đã bắt đầu lấn sân vào thị trường Việt Nam. Xe điện cũng là phương tiện của tương lai, là giải pháp xanh giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí do động cơ đốt trong.